bên cạnh văn hóa Phật giáo với hơn 140 ngôi chùa Khmer tại tỉnh Trà Vinh, thì khi nhắc đến văn hóa ẩm thực, có một món ăn có thể được coi là quốc hồn quốc túy của người Khmer, đó chính là món mắm bò hốc. Để làm món mắm bò hốc, trước tiên Long cùng với là anh Sơn sẽ đi ra ngoài kia kéo chày để lấy một số cá nhỏ làm mắm. Em bỏ dép ra lỗ nha. Thú vị lắm nha. Em đứng vậy luôn hả? Không, em đứng như anh luôn nè, y chang như anh nè. Có cá thì cũng khó một chút, tại vì mình dẹp mấy cái này ra. À, phải kéo cái này sát sát dưới hả? À, đúng rồi, đúng rồi. Đi sát đại đại đại, đại vô mé luôn. Nên mới cho cá. Không phải muốn bắt con cá để làm mắm bò hốc là hơi dễ đâu. Lặn lội gì nè. Vậy mà nhưng mà làm xong ăn mới ngon nè, mới sướng nè. Mắm á thì mình phải kéo, bà con của bác ở đây người ta đi vậy không đó, cá tươi đó, cá tươi mắm, một cái mắm bò hốc này thì nó nhiều loại cá rồi, giỏ đi. Ồ, quá quá thế à, thôi nhiều nha. Thế lấy cái gỗ xúc rồi, mấy con cá này nó leo được ta, leo nhớ nó có gai à, mình cá gô mà à. Chỉ với một mẻ lưới nhỏ thôi thì nhiêu đây cá là nghĩ chắc cũng đủ làm một hũ mắm nhỏ rồi. Trước khi mà để làm mắm á, thì cá chúng ta sẽ phải làm sạch trước, rồi sau đó đem ra phơi nắng nè. Ít nhất là phải 3 tiếng cho nó ương lên rồi mình mới đem đi làm được. Sau 3 tiếng nó đã khô và săn lại, thì khi nó không còn một miếng nước nào nữa hết á, thì khi mà mình bỏ vào làm mắm á, nó sẽ không bị hư. Và với một cái lượng cá hơn nửa ký như thế này á, thì chúng ta sẽ cho vào khoảng một nhúm muối cùng với lại 1/3 chén rượu. Bây giờ thì chúng ta sẽ trộn lên cho nó đều. Sau khi mà chúng ta trộn nè, cho nó thấm hết cái phần muối và rượu á, thì mình cho vào trong một cái hũ. Khi mà chúng ta ủ mắm á, nên sử dụng các loại chum hoặc là hũ bằng sành, chứ không nên sử dụng các đồ vật bằng nhựa. Thứ nhất á, nó sẽ giữ cho thực phẩm của chúng ta cái chất lượng nó được lâu, và quan trọng hơn nữa là bảo vệ môi trường. Sau khi mà đã cho cá vào bên trong rồi, chúng ta sẽ sử dụng một cái mo cao á, mình sẽ đặt lên đây để mình ướm, để mình đo cái đường kính bên trong. Bây giờ thì mình vẫn phải tiếp tục để lấy cái bẹ dừa này nè, chẻ ra để làm nang. Và cái đường kính á, mình sẽ đo bằng cái bên ngoài của cái hũ để nó có cái độ cong. Một lát nữa khi mình để vào đây á, nó sẽ ém cho cái phần cá nó sẽ không bị nổi lên trên. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã nẹp vô xong, thì mình sẽ cho một cái chén đá hoặc là một cái dĩa để ập lên trên cho nó kín lại hết. Sau đó chúng ta sẽ đem đi ủ trong 30 ngày là mình có thể sử dụng được cái phần mắm này. Đây, cái hũ mắm em mới làm xong anh ha. Thành này là anh mới bầm sẵn anh. Đúng, anh cái này nguyên liệu này làm cho em để làm mắm chưng. À, làm mắm chưng. Để làm mắm chưng á, thì mình sẽ có thịt xay với lại mắm được bầm nhuyễn ra. Rồi mình trộn thịt với lại mắm chung, sau đó đập một cái trứng vào. Chúng ta sẽ bỏ cái phần lòng trắng vô, còn riêng cái lòng đỏ mình để riêng ở bên ngoài, đánh đều lên. Còn đối với lại cái phần nhân, gia vị nêm nếm gồm có là đường nè, một chút xíu bột ngọt, tiêu cùng với lại hành. Và các bạn lưu ý là không nên bỏ muối hay là nước mắm gì cả, tại vì trong phần mắm này nó đã mặn sẵn rồi. Rồi lúc này nè, gia vị cùng chung với lại cái phần mắm và thịt đó, nó đã trộn lẫn vào nhau. Mình làm cho nó gọn lại, sau đó mình đem đi hấp. Khi nó đã chín rồi á, thì mình sẽ cho cái lớp trứng màu vàng lên trên. Tiếp tục hấp chút xíu cho nó chín rồi, là lúc đó là mình sẽ có tô mắm vừa ngon lại vừa đẹp. Mắm tới đây anh ơi. Nóng hổi luôn nè. À, ăn thử một cái mắm riêng luôn mới cảm nhận được nó như thế nào. Đã. Không biết không, cái này á, là truyền thống là của ông bà. Xưa thì đánh bắt cá gì cũng làm mắm bò hốc này. Bỏ lòng sộn vô. Bỏ lòng sộn vô, rồi sau này á, người ta ăn cái loại như mắm là mắm con cá rô với con cá sặc. Là ông bà mình làm ngày xưa để dành, rồi mình cũng làm cũng theo để dành luôn. Để những lúc mà không có cái gì ăn á, mình đem ra mình ăn, để ăn dần với mình nấu những cái món ăn trong gia đình mình ăn. Như canh xim lo hoặc là mắm chưng, rồi mắm sống, rồi ăn với bún nước lèo. Dạ. Cái đó là đặc sản của ở miền sông nước này với ở thành phố Trà Vinh mình. Dạ. Là người Khmer. Từ xa xưa, mắm bò hốc chỉ là món ăn của những người dân nghèo Campuchia khi nguồn thực phẩm bị ít ỏi. Và trải qua một thời gian dài trong lịch sử văn hóa ẩm thực và sự hòa nhập, thì món ăn này đã trở thành một đặc sản và là một nguyên liệu không thể thiếu trong rất nhiều món ăn độc đáo trong cộng đồng người Khmer tại Việt Nam và đất nước Campuchia.